đó là thanh niên chúng ta sống và cống hiến hết mình. Hết mình ở đây là vì cộng đồng, vì xã hội. Ba mươi bốn tuổi, 35 lần hiến máu tình nguyện. Nguyễn Văn Tiền hiện là bí thư đoàn xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tham gia hiến máu tình nguyện từ khi còn là sinh viên và đều đặn mỗi năm 2 lần. Tiền đã tham gia hiến máu tình nguyện và hiến tiểu cầu khi bệnh viện cần máu cứu người. Rất là vui khi là mình đã cống hiến được cái sức khỏe của mình. Mình còn trẻ, cái gì mình còn khỏe, còn làm được thì mình cống hiến cho những người khó khăn. Đó. Vì cái máu chúng ta đó, nó sản sinh ra hàng ngày, thì chúng ta trao một lượng máu cho những người mà khó khăn, họ làm cái sự sống và cái chết. Đó. Thì mình tự nhiên mình thấy cái tâm mình nó rất là nhẹ nhõm. Tích cực kết nối cộng đồng hỗ trợ cho trẻ em khó khăn, đầu năm 2023, Nguyễn Văn Tiền đã kết nối với nhà hảo tâm để hỗ trợ cho bé Anh Thư, học sinh lớp 2 của trường tiểu học Tịnh Hà. Anh Thư có người em sinh đôi là Bảo Trâm, mồ côi mẹ từ nhỏ, cha đi làm ăn xa. Hai em sống với ông bà nội, kinh tế của ông bà cũng không dư giả mấy. Từ qua rà soát trên cái địa bàn xã thì có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Trong đó là có em Anh Thư và Bảo Trâm. Thì bản thân cũng đã kết nối với các nhà hảo tâm, cũng đã gửi hình ảnh rồi hoàn cảnh gia đình nó lên cho các nhà hảo tâm, thì qua đó thì họ mới xét duyệt cái hoàn cảnh lên này, thì được bé Anh Thư thì hàng tháng thì họ hỗ trợ là 1,5 triệu cho em và nuôi đến là hỗ trợ đến 18 tuổi á. Nó hái sách vở cô mua rồi hồi đau ốm người hạ, ví dụ như mới có đây thì ba nó có cũng đỡ được một nguồn chút ít, chứ còn hồi không có thì ba thì làm được nhiều ấy, thì gửi về là hơn 3 triệu, còn cô chú ở nhà nuôi bò nuôi heo làm ruộng rồi hỗ trợ, chứ còn bây giờ thì cũng không có là được nhiều. Gắn bó với công tác đoàn từ năm 2010, đầu năm 2022, Nguyễn Văn Tiền được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư đoàn xã Tịnh Hà. Các hoạt động đoàn được Tiền phát động và triển khai gắn với nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới. Một trong những công trình được người dân đánh giá cao là khu vui chơi giải trí ngay trước trụ sở ủy ban xã Tịnh Hà. Tiền đã phát động đoàn viên thanh niên quyên góp kinh phí để trang trí điểm vui chơi. Mà cái quan trọng ở đây là cái tập thể dục. Cho đến sáng tối chiều đều là có nhiều tầng lớp đến đây để vui chơi giải trí. Từ có khu vui chơi ở đây thì bà con rất là thích thú, vui vẻ sáng chiều tối, rồi có trẻ em đó vẫn là nhộn nhịp rất là vui vẻ, rồi không khí với lại hơi là đèn rồi sân rực luôn. Nhiệt huyết và trách nhiệm, bí thư đoàn xã Nguyễn Văn Tiền đã gắn kết thanh niên nông thôn, đảm nhận nhiều công trình phần việc ý nghĩa cho địa phương và cộng đồng.